Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 19 tháng 9 năm 2019, à, mời các bạn xem bản tin Trung Quốc tố Việt Nam xâm lược chủ quyền biển, Hà Nội lặng im. À, vâng, trong thời gian vừa qua thì các bạn cũng đã chứng kiến rất nhiều những hoạt động đi lại nhộn nhịp giữa hai nơi đó là Việt Nam, Mỹ, Việt Nam, châu Âu và cũng như những cái phản ứng rất mạnh mẽ của quốc tế đối với việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam và cụ thể nhất đó là việc Trung Quốc đưa tàu hải Dương 8 và đội tàu hộ tống gần 3 tháng nay đã đi vào và hoạt động liên tục trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và hiện nay ngay lúc này thì họ vẫn làm việc đó và không đếm xỉa để đến tất cả những công hàm gì mà Việt Nam đã đưa cho Trung Quốc trước đó. Và ngày hôm qua một diễn biến rất mới và rất đặc biệt lần đầu tiên chưa từng có đó là vào thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 2019 thì Trung Quốc đã ra tuyên bố bãi tư chính là chủ quyền của họ. Điều này rất nghiêm trọng bởi vì như vậy là chính thức là Trung Quốc đã quyết định sẽ áp đặt tất cả những điều có thể đối với những tàu thuyền qua lại và đặc biệt với Việt Nam trong khu vực bãi tư chính. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem trên một số trang truyền thông quốc tế đã đăng tải việc tuyên bố của chính quyền Bắc Kinh mà trong nước chưa hề đăng tải. Đó là việc Bắc Kinh vu cáo Việt Nam vi phạm quyền và lợi ích của Trung Quốc ở Biển Đông. Đây là bài báo trên tờ Đài, Đài, Đài Hoa Kỳ đã đăng. Và ngày Bắc Kinh ngày 18 tháng 9 đã tố cáo Việt Nam vi phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích của Trung Quốc khi tiến hành khai thác dầu khí đơn phương trong khu vực bãi tư chính kể từ ngày kể từ tháng 5 đến nay. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh Trung Quốc có chủ quyền tại Trường Sa và chủ quyền cũng như quyền tài phán tại khu vực bãi tư chính. Kể từ đó, vàng rằng điều này có cơ sở vững chắc về lịch sử và pháp lý. Trong tuyên bố của ông Cảnh được đưa ra, đáp ứng câu hỏi của phóng viên liên quan đến phản ứng của phía Việt Nam về việc tàu khảo sát Hải Dương 8 cùng các tàu hộ tống của Bắc Kinh trở lại thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hôm 13 tháng 8. Trước đó, nhóm tàu vừa kể trên đã bị phát hiện trong khu vực này và đã, và từ đầu tháng 7 đến nay, đến ngày, ngày 7 tháng 8 thì rút đi. Nhưng hiện nay, đội tàu này vẫn tiếp tục quay lại và hoạt động lần thứ 3 ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và điều rất nghiêm trọng đã diễn ra và hiện nay Trung Quốc đã cương quyết là khẳng định đường chín đoạn là, tức là đường lưỡi bò Việt Nam hay nói và trong đó có bãi thứ chính là chủ quyền của họ và Trung Quốc cũng yêu cầu Việt Nam chấm dứt ngay các hoạt động thăm dò dầu khí cũng như những hoạt động khác ở ngoài biển Đông và chúng ta cũng đã chứng kiến trong thời gian qua rất nhiều những cái hoạt động của Việt Nam tìm mọi cách để hợp tác với quốc tế để khai thác dầu khí và qua những việc đó có thể bảo vệ được chủ quyền biển đảo nhưng dường như Trung Quốc cũng không đếm xỉa gì đến những cái uh, những cái công ty hoặc những cái hoạt động đó của Việt Nam và cụ thể chúng ta đã thấy là giàn khoan u năm kéo dài lịch hoạt động giữa bối cảnh bị tàu Trung Quốc quấy rối đây là bài báo đăng trên báo tuổi trẻ trong nước cũng đã đăng và giàn khoan Hakuryu năm tại khu vực lô 061 bể Nam Côn Sơn ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam sẽ tiếp tục hoạt động khoan thêm một tháng rưỡi so với dự kiến Tức là bình thường đến ngày 30 tháng 7 năm 2019 Đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2019 Thì như vậy nguyên tắc thì đã phải chấm dứt rồi Thì nếu mà chấm dứt thì cũng cùng lúc này Thì Trung Quốc đưa tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống ra cũng khu vực Bãi Tư Chính Và nếu Việt Nam rút thì có lẽ họ sẽ đặt ngay giàn khoan Khổng lồ đến và tiếp tục khoan hút ở khu vực này Và trong thông báo mới nhất về hoạt động của giàn khoan Hakuryu-5 tại khu vực Lô 061 Bể Nam Sơn Côn Sơn ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam có trụ sở ở Vũng Tàu cho hay Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cập nhật lịch hoạt động giàn khoan tại đây kéo dài đến hết ngày 15 tháng 9. Vâng, thì theo như thông báo của phía Việt Nam thì như vậy là cái thời hạn hoạt động của giàn khoan này cũng đã chấm dứt và nếu như vậy thì Trung Quốc sẽ chiếm rất nhanh cái khu vực toàn bộ khu vực biển rất rộng lớn của bãi tư chính và đấy là một vùng biển chiến lược nơi có rất nhiều những hàng hóa của thế giới đi lại và nếu mà Việt Nam mất bãi tư chính thì coi như sẽ mất toàn bộ Biển Đông. Và trong thời điểm này, cho đến thời điểm này, thời gian này, sau khi Trung Quốc công bố bãi tư chính là thuộc chủ quyền của họ, thì Việt Nam, phía Việt Nam vẫn không hề có phản ứng gì về tuyên bố của Trung Quốc vào ngày 18 tháng, 18 tháng 9 ngày hôm qua. À, tức là phía Việt Nam khá chậm trễ à, nếu so với thế giới khi xảy ra những sự việc như vậy thì hựa thường họ sẽ lập tức có phản ứng ngay nhưng Việt Nam thì vẫn im lặng Và trên các phương tiện truyền thông, báo chí, truyền hình Mà nhà nước Việt Nam chỉ dám đăng lại các ý kiến quốc tế Phản đối Trung Quốc mà thôi Nhưng không có bất kỳ cơ quan có thẩm quyền Hay cán bộ cấp cao nào của Việt Nam Đưa ra phản đối về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc Với bãi tư chính ngày hôm qua Điều đó chúng ta cũng có thể tham khảo ngay Bài báo chỉ trên trang của Vietnamnet Chỉ ghi ra Biển Đông Trung Quốc cần thay đổi Hành vi vì lợi ích của chính mình Tức là khuyên can Trung Quốc mà cũng không phải là một cái cơ quan nào mà chỉ một bài báo rất đơn giản và những tuyên bố trực diện và mạnh mẽ hoạt động rắn hoạt động trái phép của nhóm tàu Hải Dương 8 cũng như ý đồ của Trung Quốc ở Biển Đông đằng sau đó đã bị nhiều nước ngoài châu Á lên tiếng mạnh mẽ thì bài báo chỉ nói có vậy thôi thì có nghĩa là không có bất cứ cái sự lên án nào của chính phủ Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng như của những quan chức cán bộ cấp cao của Việt Nam về cái việc Trung Quốc tuyên bố là vùng bãi thứ chính là chủ quyền của họ vào ngày 18 tháng 9 hôm qua. Và kể từ hôm mùng 3 tháng 7 đến nay đã gần 3 tháng Trung Quốc ngang nhiên đưa lực lượng lớn tàu hải cảnh và tàu thăm dò hải dương 8 liên tục đi sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để thăm dò địa chất và hăm dọa tàu cả cảnh, cảnh sát biển Việt Nam cũng như sẵn sàng đâm chìm tất cả những tàu này nếu họ đến gần. Và đây là hải trình mà chúng tôi uh, xin chia sẻ với các bạn mới nhất. Đó là trên trang Twitter của ông Phạm Thắng Nam chia sẻ ngày 18 tháng 9 À, năm 2019 là hôm qua, ngay hôm qua là mới nhất. À, ông nói rằng có 13 trạng khảo sát trong khảo sát lần thứ 3 của tàu Hải Dương 8 lần này. Và chặng thứ 13 sẽ sớm được hoàn thành vào ngày hôm nay, tức là ngày 18 tháng 9 năm 2019. Và để, nếu các bạn để xét gần lại thì sẽ thấy những cái đường đi của chiếc tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống của Trung Quốc như vào chỗ không người, ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và kẻ rất thẳng mỗi đoạn đường đi như thế này thì nó sẽ kéo dài tới hơn 200 km theo như chia sẻ của ông thắng uh, trong cái trang tweet và ông đã đánh giá rất uh, kỹ cái việc mà chiếc tàu này thăm dò và theo như uh, cái thông tin mà một cái cán bộ bạn có 30 năm làm trong ngành dầu khí Việt Nam thì nói họ nói rằng với cái đường đi của tàu Hải Dương 8 này thì chắc chắn rằng họ đang đo lòng biển đo khu vực này theo không gian 3 chiều để chuẩn bị một có thể là chuẩn bị đã hạ đặt giàn khoan ngay trong vực đặt quyền kinh tế của Việt Nam và điều đó rất tai hại và nghiêm trọng vì Việt Nam đã không bảo vệ được chủ quyền của mình và đứng trước cái sự an nguy to lớn này và trước Trung Quốc thì tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn không hề thể hiện cái vai trò là người đứng đầu đất nước vì ông là, là Chủ tịch nước ông vẫn hoàn toàn im lặng trước sự xâm lấn của Trung Quốc ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và điều đó đặt rất nhiều câu hỏi đối với những cán bộ đảng viên những chiến sĩ quân đội, công an và những người dân Việt Nam rất khó hiểu trước thái độ của ông Nguyễn Phú Trọng trong cái việc mà Trung Quốc đã liên tục xâm phạm chủ quyền của Việt Nam toàn bộ trong thời gian gần 3 tháng qua và cũng ngày hôm nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có xuất hiện tại diễn đàn cải cách và phát triển Việt Nam năm 2019 nhưng để hô hào khẩu hiệu như mọi khi mà không nói đến chuyện tuyên bố của Trung Quốc về chủ quyền uh, của họ ngay tại bãi thư chính và điều này uh, cũng nói rằng là người đứng đầu chính phủ cũng dường như lờ đi cái việc uh, một cái người đồng chí của họ là Trung Quốc hiện nay đang xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam mà không dám đứng ra và nói thẳng uh, và phản đối thẳng thắn như những nước khác uh, như Mỹ, như châu Âu và nhiều nước khác đã lên tiếng thẳng thắn về việc Trung Quốc xâm phạm cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và hiện nay Đảng đang chuẩn bị uh, cho việc sắp xếp nhân sự của đại hội 13 tới. Nên các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam dường như lo lắng cho việc này hơn là chủ quyền đất nước và họ cũng chiều lòng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, họ sẵn sàng bỏ thời gian tham gia các hoạt động mà ông trọng mong muốn và điều đó chúng ta có thể thấy rất rõ ở việc là những cái cán bộ lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tham gia vào những cái việc như thế này mà không hề lên tiếng về việc chủ quyền biển đảo Việt Nam. Đó là tại học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phải gương mẫu trong xây dựng đảng tổng bí thư chủ tịch nước lưu ý các học học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phải gương mẫu và sáng sáng nay tại hà nội học viện chính trị quốc gia tức là hồ chí minh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển tức là tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo đây là cái thông tin mà ngày gần đây nhất của ông nguyễn phú trọng xuất hiện đó là vào ngày 14 tháng 9 năm 2019 và cùng tới dự buổi lễ có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh, nguyên chủ tịch nước trần đức lương, thủ tướng nguyễn xuân phúc, nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an và nguyễn sinh hùng thì hình ảnh các bạn có thể thấy ngay trên trang và tất cả những cái vị lãnh đạo này không hề nói việc về việc trung quốc đang xâm phạm chủ quyền biển đảo của việt nam mà họ rất vui vẻ tổ chức những cái việc mà mang hình chất tuyên truyền như thế này thì đây là cái việc thiếu sót rất lớn của những cái người đứng đầu nhà nước trước cái xâm phạm chủ quyền của trung quốc ở biển đông và để hiểu các bạn cũng có thể tham khảo thêm những thông tin tiếp theo đó là việc phát ngôn viên, đây là trên trang của Bộ ngoại giao Trung Quốc ghi rất rõ phát ngôn viên cảnh sản của Bộ ngoại giao Trung Quốc nói rằng việc Hà Nội khai thác dầu khí ở bãi tư chính từ tháng 5 năm nay vi phạm thỏa thuận song phương trong đó có thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Đông của Việt Nam với Trung Quốc, vi phạm điều 5 trong tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông và vi phạm các điều khoản liên quan trong công ước liên hợp quốc về biển Đông. Ông Cảnh yêu cầu phía Việt Nam ngưng ngay lập tức các hoạt động đơn phương xâm phạm để trả lại sự bình yên cho các vùng biển liên quan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố các hoạt động của Trung Quốc trong các vùng biển dưới quyền tài phán của Trung Quốc ở Biển Đông là hợp pháp, hợp lý và không có gì phải phản nàn. Thì đây là họ nói về cái vấn đề bãi tư chính và họ ngang nhiên cho rằng là khu vực đó là chủ quyền của họ. Và các bạn có thể tham khảo ngay trên trang của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đăng tải. Và những thông tin như thế này thì báo chí Việt Nam cũng không hề đăng mà không đăng giấu người dân giấu giấu 90 triệu người dân Việt Nam cũng như giấu 4 triệu cán đảng viên của Đảng Cộng sản và các cán cán bộ uh, khác uh, trong nước. Và bài học mất gạc ma vào năm 1988 thì đối với uh, với việc Trung Quốc thẳng tay bắn chết 64 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam thì vẫn còn tươi máu đó. Nếu người dân, nhân sĩ trí thức, quân đội và công an không thể hiện rõ thái độ phản đối nhà cầm quyền Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền của Việt Nam thì sẽ phải đón nhận thêm rất nhiều gạc ma trong thời gian tới. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên minh Đức ngày hôm nay, thứ năm ngày 19 tháng 9 năm 2019. À, hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết cũng như để lại những bình luận và cho chúng tôi biết những yêu cầu về thông tin mà các bạn mong muốn được cập nhật để chúng tôi được phục vụ các bạn trong thời gian sớm nhất và trung thực nhất. À, chào các bạn và chúc các bạn một ngày mới nhiều tốt lành.